Chào mọi người. Như theo lịch thì trong buổi học ngày hôm nay mình sẽ chữa cho các bạn một cái đề thi N3. Và với cái đề thi N3 này, mình hy vọng là có thể đưa ra cho các bạn những cái cách xử lý và cái hướng xử lý tốt hơn khi mà chúng ta làm một đề thi N3. Xin chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người có đang nghe rõ không ạ? Không biết là khi mà các bạn học để luyện thi N3 thì các bạn đang học theo giáo trình gì? Ở các cái khóa học N3 hoặc là N2 online cũng như offline của HCC Japan mà hiện tại mình đang dạy. Thì với N2 thì mình hoàn toàn đều dạy theo giáo trình Shinkansen Master. Tuy nhiên với N3 thì dạy ngữ pháp theo Shinkansen Master Bưng Bộ và phần từ vựng thì theo Mimikara Oboeru. Còn chữ Hán thì hiện tại thì vẫn đang dạy theo Somatome, tuy nhiên thì vẫn không được ưng ý cho lắm. Do vậy thì cũng vẫn phải đưa ra những cái bài tập luyện nhiều để cho các bạn có thể học được. Cái điểm mấu chốt của vấn đề ở đây là chúng ta phải luyện tập nhiều để làm đề nhiều. Để mà có một cái lộ trình rõ ràng khi mà chúng ta học tiếng Nhật, đặc biệt là lộ trình khi mà chúng ta thi với năng lực tiếng Nhật N2 và N3, thì mình nghĩ cái điều quan trọng đầu tiên là các bạn nên có một cái kiến thức nền. Kiến thức nền ở đây là những kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và chữ Hán. Nếu như là các bạn chia cái khoảng thời gian của mình học trước khi thi là khoảng 4 tháng hay 6 tháng thì các bạn nên chia cái khoảng thời gian để học kiến thức nền cái thời gian đầu lướt nhanh chỉ trong vòng khoảng tầm 1 phần 3 cái quỹ thời gian đó thôi. Nếu bạn nào có nhiều thời gian hơn thì có thể chọn là 1 phần 4, à comment 1 phần 2. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên chọn ở cái mức là tầm 1 phần 3 thôi. Sau đó thì các bạn đánh mạnh vào cái kỹ năng đọc hiểu. Bởi vì để làm được đọc hiểu thì chúng ta sẽ phải có rất là nhiều những cái kiến thức. Ví dụ như là về từ vựng, chữ Hán và về ngữ pháp. Qua cái giai đoạn mà làm đọc hiểu ấy thì các bạn vừa làm đọc hiểu song song và vừa luyện đề thì chúng ta sẽ đảo lại được cái phần kiến thức của mình thêm một lần nữa. Vì vậy cái lượng kiến thức nó sẽ vào đầu chúng ta theo hai lần. Và theo cái phần cơ chế hoạt động của não thì bao giờ khi mà cái lượng kiến thức nó được xào qua một lượt và sau đấy nó đảo lại một lượt nữa thì cái việc ghi nhớ của các bạn cũng sẽ tốt hơn. Không biết hiện tại có bao nhiêu người đang theo dõi nhỉ? Mới chỉ có 14 người thôi. Có lẽ là ở bên cái page của mình thì có vẻ như là sẽ nhiều người like hơn và cái phần bên page của HCC Japan. Xin giới thiệu với các bạn thì đây là cái fanpage của HCC Japan. Mình tên là Thảo và HCC Japan là cái tên gọi của cái công ty do mình thành lập. HCC Japan thì chuyên về thứ nhất là bên mảng đào tạo tiếng Nhật và chủ yếu là đào tạo về N2 và N3 là dành cho những người mà muốn có được tiếng Nhật tốt để có thể đi làm. Và cái phần thứ hai là mình chuyên về những cái câu lạc bộ đào tạo kỹ năng mềm cho những cái người học tiếng Nhật, đặc biệt là những bạn sinh viên mới ra trường biết cách để làm sao để có thể để sử dụng tiếng Nhật của mình tốt cho công việc và biết được những cái văn hóa cũng như tác phong làm việc của người Nhật. Còn cái mảng chính thứ ba của bên HCC Japan mà mình đang xây dựng và hướng đến đó chính là giới thiệu kỹ sư cho chương trình đi Nhật. Và với cái chương trình kỹ sư của HCC Japan thì các bạn sẽ không hoàn toàn không mất phí gì cả mà ngược lại lại còn được tư vấn và support hỗ trợ về hồ sơ cũng như là cái cách để phỏng vấn như thế nào. Đó là một cái số cái thông tin cơ bản về mình cũng như là về HCC Japan để các bạn có thể biết được đây là HCC Japan và đây là cái công ty chuyên về cái lĩnh vực gì. Hiện tại thì đang có 20 người theo dõi thì chắc chắn là cái trong số 20 người này thì chắc chắn là mọi người đều có quan tâm đến tiếng Nhật và đặc biệt là có quan tâm đến trình độ tiếng Nhật N3. Cái trình độ tiếng Nhật N3 thì thực ra là một cái mức căn bản để chúng ta có thể giao tiếp được tiếng Nhật ở cái mức độ là có thể tạm chấp nhận được trong công việc. Hay, vì vậy để lấy được cái năng lực tiếng Nhật N3 thì nó cũng là cái mốc vượt qua ban đầu để chúng ta có thể tiến đến cái mức tiếp theo đó là N2. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chữa thử một cái đề ở trong cuốn Moshi Taisaku. Đây là cuốn Moshi Taisaku và cái chữa cái đề đầu tiên. Không biết là đã có bạn nào làm cái đề này chưa? Tuy nhiên thì mình cũng muốn hướng dẫn cặn kẽ và cũng như các cái cách thức làm để các bạn
nếu như trường hợp các bạn không có cơ hội được đến lớp hoặc là không có thời gian để có thể theo học một giáo viên nào đó thì có thể tự học được theo một cái hướng như thế. Về cơ bản thì cái phần N3 của chúng ta sẽ chia làm thứ nhất là phần về mojigoi là những kiến thức về ngôn ngữ. Phần này thì chỉ chiếm cái tổng thời lượng làm bài trong một cái chương tổng thời gian của chúng ta chỉ là 30 phút và cái điểm của nó thì cũng không chiếm nhiều, đúng không các bạn? Thì hẳn là cái phần này các bạn đã rõ rồi. Với cái phần này thì các bạn hãy lướt và đọc thật nhanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng phần một và cái cách làm như thế nào nhé. Không biết là mọi người đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chưa ạ? Thì với cái phần hình như thế này thì mọi người nhìn có rõ không? Ok chưa các bạn ơi? Mình biết là bây giờ bên Nhật thì cũng khá là muộn rồi mà các bạn vẫn cố gắng nán lại để theo dõi cái bài này. Chúng ta sẽ nhanh để không mất thời giờ các bạn nhé. Với cái bài đầu tiên này thì cái dạng của nó là tìm cái cách đọc của chữ Hán mà người ta đã đưa ra, đúng không nào? Với cái dạng này thì chúng ta không cần thiết phải đọc cả câu dài. Không cần thiết phải đọc cả câu dài trừ cái trường hợp là bạn không hiểu rõ chữ Hán đấy là cái gì và bạn phải đi đoán cơ, thì lúc đấy chúng ta mới phải đọc cả cái câu của chúng ta. Còn không thì chúng ta chỉ cần để ý đến cái từ chữ Hán mà người ta đã gạch chân. Và thông thường với cái dạng này thì cái chữ Hán người ta đưa ra và bốn cái phương án thì bao giờ người ta cũng sẽ đưa ra bốn cái cách đọc nó gần na ná và dễ làm cho chúng ta bị loạn. Do vậy khi mà học ấy thì chúng ta cũng cố gắng nên học bằng cách là thứ nhất là chúng ta học những cái từ mà có cái cách đọc nó gần gần giống nhau, gộp nó thành một nhóm. Chẳng hạn với cái từ đầu tiên này chúng ta có đấy là chữ tỷ trong so sánh, đúng không? Tỷ thí thì những cái từ ở dưới đây là narabete, shirabete, kurabete và ukabete, nó rất là na ná giống nhau. Nếu như mà trường hợp mà chúng ta nhớ không rõ về cái từ đấy thì chúng ta sẽ dễ bị chọn nhầm. Do vậy khi học ấy, thì nếu mà có một cái cách học thông minh là chúng ta có thể nhóm lại những từ mà nó gần gần nghĩa giống nhau. Ví dụ với narabete thì chúng ta được chữ tịnh trong ý nghĩa là sắp xếp, đúng không nào? Narabe, đúng không? Do vậy không phải là cái chữ tỷ trong so sánh này. Còn với shirabete thì chúng ta được chữ điều trong ý nghĩa là điều tra. Đúng không? Điều trong ý nghĩa là điều tra. Do vậy cũng không phải là cái đáp án đúng của chúng ta. Desu ka? Cũng không phải là đáp án đúng của chúng ta ở đây, đúng không? Còn với từ thứ ba thì chúng ta được ngay đó là gì? Kurabete. Thực ra thì khi mà chúng ta đi thi ấy, chúng ta không cần thiết phải lọc hết ra những cái này làm gì cả. Nhưng mà mình đang chỉ một cái hướng học cho các bạn là khi học chúng ta có thể nhóm lại những cái từ mà thứ nhất là những cái từ mà có cùng âm này, thứ hai là những cái từ mà có cách đọc gần gần giống nhau để cái trường hợp chúng ta không bị nhầm lẫn, và thứ ba là những từ có cùng bộ. Và từ của chúng ta ở đây là chính là chữ tỷ, kurabe được so sánh, đúng không nào? Tiếp theo nhé. Từ thứ hai của chúng ta ở đây cũng vậy, đó là chính là chữ thân. Thân này trong nghĩa là gì? Thân thiết, đúng không? Hoặc là gì? Thân phụ là bố mẹ mình. Và chúng ta có từ này là gì? Oya, bố mẹ của chúng ta, đúng không? Oya. Ví dụ như là gì? Khi mà nó ghép với một từ khác ấy, thì nó được đọc là shin. Chẳng hạn như là ryoshin là bố mẹ của chúng ta. Vậy thì trong cái từ này, khi nó đứng một mình thì chúng ta được cái tính từ đó chính là gì? Stashi, đúng không nào? Đáp án của chúng ta ở đây chính là stashi. Stashi, desu ne? Kurabete, stashi. Còn những từ còn lại thì đều không phải. Ureshi, vui vẻ. Kanashi, đau khổ, đúng không? Chúng ta có từ kanashi ở đây trong cái từ là gì? Chữ bi ấy. Kanashi, các bạn nhìn và các bạn vừa nhìn và vừa đoán nhé. Đau khổ đấy, đúng không? Hoặc là cái từ gì? Tanoshi, vui vẻ. Đấy là những cái từ mà chúng ta có thể nhìn và chúng ta biết được phân biệt được ngay. Với từ thứ ba cũng thế. Chúng ta có chữ quốc và chữ lập. Chữ quốc thì thường hay được đọc là quốc cự, đúng không? Quốc cự. Ví dụ như là gì? Trong nước thì chúng ta có cái từ ở đây là chính là gì? Kokunai, kokunai desu ne, kokunai nghĩa là quốc nội thì là trong nước, đúng không nào? Thì cái từ này nó sẽ đọc là quốc cự và đằng sau là chữ lập. Đấy. Cái việc mà chúng ta nhớ được cái âm Hán nó cũng rất là quan trọng giúp chúng ta có thể nhớ được nghĩa của từ đấy nữa. Nghĩa là đây là cái trường đại học công lập, đúng không? Thì cái từ này sẽ được đọc là gì? Kokuritsu desu ne, kokuritsu. Hay. Không biết là các bạn đã khi mà xem video. Nhìn không thấy kanji à?
Ok, mình sẽ để to một chút nhé. Bây giờ thì cũng thực ra là cũng hơi muộn rồi, thế nên có lẽ là sẽ không sửa được hết cả đề. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cố gắng làm sao để kéo được hết cái phần này. Buổi hôm sau thì chúng ta sẽ sửa tiếp. Như thế này đã rõ chưa các bạn? Ví dụ như với cái từ này thì mình sẽ để to lên một chút nữa. Phần to. Như thế này là ok rồi đúng không các bạn? Tiếp theo, chúng ta xong cái phần của cô Chris dự rồi. Thì đến bài số 4 của chúng ta. Chúng ta có đây là gì? Chữ này là cái chữ trong ý nghĩa là gì? Mọi người có đoán được không? Mình có một từ như thế này cho các bạn nhé. Chúng ta có thể phân biệt này. Khrushi, từ này được đọc là khrushi, đúng không nào? Trong ý nghĩa là rất là khổ sở, đúng không? Từ này là từ khổ. Tuy nhiên ấy, khi mà chúng ta đọc cái từ nó như thế này, nếu mà có cái đuôi y đằng sau ấy, mặc dù là cùng một từ nhưng cách đọc của nó lại sẽ khác đi một chút. Thì với cái từ này thì chúng ta sẽ được đọc là gì? Nigai. Thế trong cái từ là gì? Đắng, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta có chữ khổ này và chữ thủ ở bên cạnh, thì do vậy cái đáp án này thì nó sẽ được đọc là gì? Nigate, đúng không? Nghĩa là gì? Mình yếu về cái điểm nào đó, hoặc là mình không giỏi, cảm thấy không tự tin về cái điểm đấy. Thì cái từ nigate này này thì nó sẽ trái nghĩa với từ gì? Toki, đúng không? Từ này thì là gì? Nghĩa là mình giỏi và mình tự tin về cái việc đó. Tôi thì là sugaku wa tokui desu ga ego wa nigate desu. Tôi rất là tự tin về cái môn toán học của mình. Thế nhưng mà với môn tiếng Anh thì tôi không tự tin cho lắm. Vì vậy nên là cái đáp án của chúng ta ở đây phải là gì? Yon bang desu ne, nigate. Tiếp tục nhé. Không biết mọi người nhìn có rõ không? Ok. Kém đúng không? Tiếp theo nhé. Chúng ta có này. Chữ này là chữ truyền. Trong ý nghĩa là truyền đạt một cái thông tin nào đó. Đúng không? Truyền đạt. Và từ này thì được đọc như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta có nhé. Lần lượt từng từ này. Từ thứ nhất thì chúng ta đọc là gì? Kotaeru, đúng không? Chữ này là chữ đáp, trong ý nghĩa là trả lời, hồi đáp. Kotaeru. Không hiểu là cái này khó có nói đâu. Kotaeru, đúng không nào? Tiếp theo nhé. Chữ này thì được đọc là gì? Chữ tay được. Đúng không? Chính là chữ truyền này cho tôi, đúng không? Kanojo ni jibun no kimochi o tsutaeta. Tôi đã nói cái cảm xúc của mình hoặc là truyền đạt cái cảm xúc của mình với cô ấy, đúng không? Còn oseru thì có nghĩa là gì? Dạy này, đúng không? Dạy dỗ, oseru, chữ giáo của chúng ta, đúng không? Hay oboeru thì chính là chữ nhớ, ghi nhớ. Với cái từ truyền này thì chúng ta còn có một từ nữa, đó chính là gì? Dengon. Từ này được đọc là gì? Dengon. Khi mà nó ghép với một từ khác thì chúng ta sẽ đọc âm ôn của nó là chữ đen nhé. Và đây thì có nghĩa là gì? Cái tin nhắn, lời mà chúng ta nhắn lại để cho ai đó, đúng không? Đó, từ dengon này thì nó sẽ bằng với từ là gì? Message desu ne. Message, tin nhắn, đúng không? Hay. Ii desu ka? Minasan. Ok, mọi người trả lời rất là đúng đấy. Hay, tiếp theo nhé. Chúng ta có ở câu tiếp theo của chúng ta là cái từ. Chữ này là chữ thất và chữ bại. Chữ thất này thì thông thường chúng ta hay đọc là stu, đúng không nào? Chẳng hạn như là gì? Thất nghiệp thì chúng ta nói là stugyo, đúng không? Stugyo. Né, shitsu, đúng không? Vậy thì cái từ này thì chắc chắn là nó sẽ đọc đọc là shitsu, đúng không? Tuy nhiên ở trong tiếng Nhật thì thường nó sẽ có những cái trường hợp biến âm. Vậy thì cái trong cái trường hợp này nó sẽ đọc là gì? Spike, spike. Nó chính là cái đáp án thứ tư, đúng không? Thất bại. Spike desu ne. Spike wa seikou no moto da kara kenkyou o dashi nasai to iwareta. Bởi vì thất bại là mẹ của thành công, câu này đúng không?
thất bại là mẹ là cái gốc rễ, motto là cái gốc rễ, là cái mẹ của thành công. Nên là tôi được người ta nói là, hay là người ta nói với tôi là gì? Hãy genkyo dasu, là hãy tươi vui, khỏe mạnh lên, đừng có ủ rũ như thế, đúng không? Đấy, tiếp tục thì chúng ta có chữ nhân và chữ gian. Thì chữ này sẽ được đọc là gì nhỉ mọi người? Chữ nhân này thì hay đọc là jin, ví dụ như là gì? Vietnamese jin, đúng không? Tuy nhiên ở trong trường hợp này, còn chữ gian thì hay đọc là căng, ví dụ như là chỉ căng, đúng không nào? Nhưng mà trong trường hợp này thì nó sẽ được đọc là gì? Ningen, con người, loài người, đúng không? Con người nói chung. Ningen thì va dare ni demo kitten ga aru. Kitten là chữ khuyết và chữ điểm, nghĩa là khuyết điểm hoặc điểm yếu, đúng không? Con người thì bất kỳ ai cũng sẽ có khuyết điểm. Hay. Tiếp tục ở cái chúng câu cuối này, chúng ta có chữ ngũ, chữ hành và chữ mục. Thì cái từ này chúng ta có là trong tiếng Nhật của chúng ta thì sẽ có những hàng chữ hiragana theo hàng akyo, kakyo. Thì khi mà nói là hàng ấy thì chúng ta sẽ đọc là gyo, nhé, gyo. Vậy thì ý với cái trường hợp này là gì? Kono peiji no nani nani o mite kudasai. Hãy nhìn cái hàng thứ năm của trong cái trang này, đúng không? Vậy thì hàng thì chúng ta phải đọc với gyo, và đáp án của chúng ta đây là gokyo me, nhé, hàng thứ năm. Ii desu ka? Tiếp tục, đó là với cái dạng bài này thì là chúng ta, thứ nhất là chúng ta chỉ cần đọc cái đoạn đấy thôi, đọc cái từ đấy thôi. Và thứ hai là khi học thì chúng ta cố gắng nhớ được những cái từ mà nó gần gần nghĩa. Đấy, nhớ được những cái mà những cách đọc khác của nó. Chẳng hạn với cái từ hành này chẳng hạn thì chúng ta có rất là nhiều cách đọc khác, chẳng hạn nó sẽ đọc bằng cô chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là gì? Điều cô, đúng không nào? Trong ý nghĩa là gì? Đi du lịch, điều cô. Nhưng mà có một số cái thì nó sẽ đọc là khác, ví dụ như là yukue. Không biết là cái từ này có bạn nào biết không? Yukue thì có nghĩa là gì? Ý tung tích, hướng đi. Trong cái câu của chúng ta là gì? Yukue ga wakaranai, nghĩa là không biết tung tích, nghĩa là trong những cái trường hợp mà người ta mất tích, đúng không nào? Do vậy cùng với một cái từ hành này nó có rất là nhiều cái cách đọc thì chúng ta phải nhớ được, và mỗi cái cách đọc thì chúng ta nên nhớ một cái ví dụ của nó. いいですか、皆さん。はい。OK. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhé. Với cái dạng bài thứ hai này, dạng bài thứ hai này thì sẽ cho chúng ta cái từ hiragana, và nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tìm ngược lại là tìm chữ Hán. Tuy nhiên thì cái chữ Hán ở dưới người ta sẽ cho những cái từ mà có cách đọc ôm ôm giống nhau. Trong tiếng Nhật ý, thì có rất rất nhiều từ có cách đọc ôm ôm nó giống nhau khi nó ghép. Tuy nhiên với cái cách này thì chúng ta phải vận dụng cái khả năng nhớ về cái nghĩa của cái chữ Hán đó, nghĩa của chữ Hán đó để chúng ta ghép vào cho nó phù hợp. Nếu như trường hợp mà chúng ta không hiểu từ, chẳng hạn thấy câu này là gì? Tôi điêu cự thì có nghĩa là gì? Nỗ lực. Vậy chúng ta phải tìm được cái từ nào có nghĩa là nỗ lực. Với từ đầu tiên thì chúng ta được chữ lao. Lao này trong lao động phải không nào? Ví dụ như chúng ta có từ lao động là gì? Rodo, đúng không? Người lao động là dorosa, đấy là chữ lao. Còn từ thứ hai chính là chữ nỗ. Với cái chữ nỗ này thì là gì? Nó thực ra là nỗ hoặc là nô trong nô tỳ, đúng không? Thì ở trên này nó có cái chữ nữ, đúng không? Ở dưới là bộ lực này, thì nô tỳ thì chúng ta đọc là dorioku. Tuy nhiên này, mấy cái chữ này nó cũng gần na ná như thế. Chẳng hạn như là chữ này là chữ độ. Chữ độ mà khi chúng ta đọc với từ khác, ví dụ như là gì? Tê độ, desu ne. Tê độ, mức độ, đúng không nào? Mức độ. Thì cái chữ này nó cũng đọc là độ, nếu như các bạn không hiểu, không biết được từ đó. Còn chữ này thì nó chính là chữ động. Động trong là động tác chẳng hạn. Ví dụ chúng ta có từ là dosa. Dosa. Nó phải có trường âm nhá. Nghĩa là gì? Động tác, đúng không nào? Thì khi mà chúng ta, thì một trong những cách mà chúng ta nhớ cái chữ Hán nhanh ấy là chúng ta làm đề như thế này. Sau khi mà các bạn đã học một lượt những cái từ Hán kanji ở trong, ví dụ như với N3 thì các bạn học trong somatome chẳng hạn, thì cái việc để các bạn có thể nhớ và vận dụng tốt khi các bạn làm ấy là các bạn phải làm những cái chữ Hán ở trong đề như thế này, thì giúp cho các bạn là biết phân biệt được là à nó khác nhau ở điểm nào, và khi vào một cái đề thi thật thì người ta sẽ ra những cái đề như thế nào.
thì chúng ta sẽ dễ mường tượng được cái dạng đề thi và dễ phân định được hơn. Còn nếu mà chỉ có Sonomama là học từ cái Somatome thôi thì chúng ta sẽ rất là khó khi chúng ta làm những cái dạng bài như thế này nhé. Và cái khả năng nhớ của chúng ta cũng sẽ kém hơn đấy. いいですか? みなさん. Hay. Tiếp tục nhé. Chúng ta có này, từ thứ ba. Do vậy với câu này của chúng ta thì sẽ là đáp án thứ hai đúng không nào? Nỗ lực này. Tôi đều cự. Câu này của chúng ta là gì? Tanaka-san wa isokeme doruku shite eyoshi no shikaku o totta. Tanaka thì đã rất là nỗ lực, chăm chỉ và cuối cùng thì đã lấy được cái chứng chỉ là một cái người về chuyên về tư vấn về dinh dưỡng đúng không? Eyoshi là chữ shi, này là chữ sĩ thì nó thêm vào thì mang nghĩa là cái người làm cái nghề đó. Còn cái từ eyo thì có nghĩa là dinh dưỡng đúng không nào? Hay. Tsugi chúng ta có tsurete. Cái câu này là danh từ người cộng với o tsurete thì chúng ta sẽ loại dần những đáp án nào? Thứ nhất là với cái đầu tiên thì chỗ này thì chúng ta chính là được cái từ tsuri ni iku thì có nghĩa là gì? Đi câu cá thì nó nằm trong cái từ tsuri là câu cá đúng không? Do vậy đáp án này không phải, câu thằng em thì không phải, mà câu này phải là bố tôi dẫn em đi ra công viên đúng không? Dẫn theo. Từ thứ hai thì chúng ta được chữ công trong ý nghĩa là công cộng, chẳng hạn như là gì? Kokyo, kokyo, công cộng đúng không nào? Đấy, thì do vậy nó không phải đáp án này. Còn khi nó đứng một mình thì nó cũng không dùng được D đằng sau. Còn với cái từ thứ ba này thì chúng ta được chữ liên. Liên này ví dụ như là trong liên lạc đúng không? Liên lạc ですね. Và khi mà đứng một mình thì chúng ta có từ của chúng ta ở đây là gì? Tsureru, nghĩa là gì? Dẫn theo hoặc là cho ai đi theo cùng với mình đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ được đáp án của chúng ta là đáp án thứ ba. Còn cái chữ thứ tư nó là chữ đồng. Đồng ví dụ như là trong đồng thời chẳng hạn, chúng ta có từ đó là gì? Doji. Doji, đồng thời đúng không nào? Mình sẽ cố gắng để chữ này nó to lên một chút nữa. Hình như các bạn đang không nhìn. Không biết là cái chỗ nào. Ok. Tiếp tục nhé. Mọi người có đang nhìn thấy rõ cái màn hình không? Bởi vì mình chắc là mọi người xem điện thoại nhiều ấy, thêm đa phần là xem bằng cái màn hình điện thoại nên sợ là nó hơi hơi bé. Ok, chúng ta sẽ học tiếp nha. Hay. Mọi người vừa xem vừa đoán đáp án nhé và mình sẽ phân tích kỹ chi tiết cho mọi người. Hay. Kể cả sau này khi mà mọi người tự học cũng thế, khi mà làm xong một cái đề thì hãy cố gắng phân tích kỹ lại để nhìn thêm là mình bị sai ở cái điểm nào và những cái phần này người ta đang bẫy mình như thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn về cái đề đó. Tiếp tục với câu tiếp theo của chúng ta có này. Kyo wa kakari no mono ga imasen no de ashita mata kite kudasai. Chúng ta có là hôm nay bởi vì không có người quản lý. Thực ra cái từ quản lý thì chúng ta có thể dùng là kakari. Đúng không nào? Kakari. Thì ở đây chúng ta có cái chữ hệ. Tức là cái người mà làm đảm nhiệm một cái chức vụ gì đấy hoặc là làm một cái công việc chính nào đó thì nó sẽ gọi là kakari. Chẳng hạn những cái người mà đảm nhiệm cái tàu hướng tàu đi đến ở giờ tàu ở trong nhà ga thì chúng ta cũng dùng là kakari. Hoặc là người ta có thể tách ra là gì? Kakari no mono là cái người phụ trách, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ được ngay chữ hệ. Chữ hệ này trong ý nghĩa là quan hệ. Quan hệ. Chẳng hạn như chúng ta có từ quan hệ của chúng ta là gì? Kanke, đúng không nào? Thì khi ghép một âm khác ấy, thì nó sẽ được đọc là ke. Chẳng hạn như là từ kanke. いいですか? Kanke ですね. Còn từ thứ hai thì nó chính là chữ quan này rồi, đúng không? Thì nó sẽ là gì? Nếu mà động từ ấy, thì nó phải là chữ này. Kakawaru, kakawaru thì với nghĩa là liên quan đến cái gì đó. Còn cái danh từ ở đây là kakari thì nó là gì? Người phụ trách một cái công việc gì đó đúng không? Hay, thì do vậy cái đáp án thứ hai là chữ quan thì không đúng rồi, đúng không? Còn thứ ba là cái chữ đam hoặc chữ đảm trong đảm nhiệm gì đó thì cái từ này thì chúng ta sẽ gặp trong cái từ thăng tô đúng không nào? Thăng tô là đảm nhiệm thì nó sẽ không đứng một mình trường hợp này. Ở trường hợp này khi mà đúng nó phải là từ khác cơ. Còn thứ hai
Thứ tư của chúng ta ở đây là chính là chữ đương, rồi là đảm đương này, đảm đương, đó là chữ đương này đúng không? Do vậy đáp án của chúng ta phải là đáp án đầu tiên, là bởi vì là hôm nay cái người phụ trách không có ở đây nên là ngày mai hãy đến Ichiban Business. Tiếp tục chúng ta có nhé. 今日、試験の結果が発表される。Thì cái từ này là 結果 thì chúng ta có ý nghĩa là gì? Kết quả đúng không? Vậy thì nếu mà các bạn không nhớ được từ thì các bạn phải làm thế nào để tìm ra được những cái từ này? Chúng ta phải phân tích từng cái ra. Thứ nhất là cái từ đầu tiên của nó ở đây này. Cái từ này chính là chữ quyết, đúng không? Quyết trong quyết định này. Chẳng hạn ví dụ như là gì? 決める đúng không? 決める này. Hoặc là gì? 決定ですね。決定 quyết định. Do vậy chúng ta loại ngay được cái đáp án 1 và đáp án thứ 3. Chỉ còn đáp án thứ 2 và đáp án thứ 4 là có cái chữ kết đúng không? Kết này trong gắn kết chẳng hạn như là mình có từ là gì? Musubu. Gắn kết kết một cái gì đó hoặc là gì? Kekkon đúng không nào? Kekkon. Do vậy thì nó cái từ kết đầu là đúng rồi. Còn từ thứ 2 thì nó phải là kết quả, nghĩa là từ quả đúng không? Thì chúng ta được cái từ thứ hai này là chữ quả. Quả này ví dụ nằm trong hoa quả này, ví dụ như là gì? Kudamono desu ne, hoa quả. Hoặc là gì? Kouka desu ne, kouka thì đó chính là hiệu quả đúng không nào? Thì chúng ta được chữ từ quả này. Khi mà các bạn làm một bài nào đấy thì các bạn cố gắng liên tưởng những cái từ làm sao chúng ta nhớ cái phạm vi từ của chúng ta sẽ rộng hơn. Còn từ thứ tư này thì chắc chắn nó không phải là từ quả rồi, bởi vì nó có cái bộ ngôn ở đằng trước, có ngôn đằng trước thì nó làm cái chữ khoa. Khoa này ví dụ như là ở trong cái bài học của chúng ta ấy, thì chúng ta có là đai ni ka thì là nó là bài học thứ hai chẳng hạn, thì nó sẽ là chữ ka này đúng không? Hay do vậy đáp án của chúng ta thì sẽ là gì? Ni bằng nhé, ni bằng. Mọi người không biết nhìn có rõ không ạ? Ok. Ok. Bạn cứ nói đi tiếp này. Mọi người còn đọc nhanh đáp án hơn cả mình. Mình thì muốn giải chi tiết cho mọi người và hướng cho mọi người một cái cách để mọi người có thể tự học ở nhà. Ok, mình sẽ nói chi tiết nhé. Chúng ta có là gì? Kare mo. À, dare mo. Kare no hanashi o utagawanakattan desu ne. Utagawanai. Thì bây giờ chuyển thành utagawanakatta desu ne. Thì chúng ta có chữ đầu tiên là chữ chất này. Chất này trong chất vấn đưa ra cái câu hỏi này. Ví dụ như là từ của chúng ta là gì? Chitsumon đúng không nào? Chữ chất. Chitsumon desu ne. Chất vấn, câu hỏi này. Còn từ thứ hai là chữ vấn này rồi. Thì khi mà đứng một mình ý, hỏi cái gì đó là thô đúng không nào? Chẳng hạn như là gì? Otoi awase. Đấy là trao đổi đúng không? Otoi awase. Otoyawase đúng không? Đó là cái chữ vấn này. Còn đây chính là chữ nghi ngờ đúng không? Ví dụ như là nghi vấn thì chúng ta đọc là gì? Gimon. Và khi nào đứng một mình thì nó được đọc là utagawanai đúng không? Utagawanai, không nghi ngờ. Chẳng có ai có thể nghi ngờ cái câu chuyện của anh ấy được. Và đáp án của chúng ta là đáp án thứ 3 đúng không nào? Sanban desu ne. Sanban. Còn dương bằng thì nó chính là chữ ca trong ca sĩ đúng không? Từ ca sĩ của chúng ta ở đây sẽ là gì? Ca sĩ đúng không? Hoặc là chúng ta có từ nữa, từ tợ. Đấy, thì khi làm bài mình trong quá trình lên siêu mà mình làm xong rồi, tức là lúc làm thì vẫn để theo một cái khoảng thời gian giống như là chúng ta đang thi. Và sau khi chúng ta check đạt đáp án thì cố gắng nhớ những cái từ đấy để liên tưởng đúng không? Từ tợ. Tiếp theo nhé. Chư mong shita. Order đặt hàng đúng không? Thì ở đây là gì? Chúng ta sẽ được chữ chú và chữ văn. Mình nhớ cái từ này là sẽ là đặt hàng, gọi món đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có thứ nhất ở đây. Chúng ta có cái chữ đầu tiên thì có cái bộ mộc ở đằng trước và đằng sau là bộ chủ. Còn những cái từ thứ 3 và thứ 4 thì chúng ta có bộ thủy ở đằng trước và đằng sau là bộ chủ. Thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Thứ nhất, cái từ đằng trước thì không biết có ai đoán được ra nó là từ gì không? Mọi người có biết là cái từ đằng trước này nó là từ gì không? Thử, mọi người thử comment cho mình xem là cái từ đằng trước là từ gì, mọi người có ai biết từ này không?
Mọi người có biết là cái từ số 4 này trong cái đáp án mà mình à đó chính là chữ trụ, trụ trong ý nghĩa là trụ cột đúng không? Cái cột đúng không? Vậy thì cái cột khi đứng một mình thì được đọc là như thế nào? Có ai biết cái cách đọc của từ trụ cột đấy không? Cái bộ mộc ở ngoài cùng này, xong đến trụ này thì có nghĩa là trụ, trụ cột của cái gì đó đúng không? Giống như là cái cột nhà của chúng ta ấy. Thì từ này sẽ đọc là gì? À, không phải là chú đâu, mà âm hán của nó sẽ là chữ trụ nhá. Từ này âm hán sẽ là chữ trụ. Còn từ thứ hai này thì âm hán mới là chữ chú. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nhá. À, từ trụ này thì chúng ta có cái chữ cột trong nhà ấy, thì chúng ta sẽ đọc là hashira. Hashira, đấy, nhìn này, hashira, đây là trụ, trụ cột, cái cột đấy. Ê, còn cái từ bên này là chữ chú. Thì thực ra ấy, khi mà đứng một mình ấy, nó là cái động từ rót, trong ý nghĩa là mình rót nước. Ê, sosogu. Đấy, thì nó có chữ chủ này, chủ nhà này, rót nước cho khách này, nó là từ sosogu. Ví dụ như là rót rượu cho sếp nhé, mình có cái từ rót rượu cho sếp đó chính là gì? Ê, okane o, à, của mẹ, osake o, sosogu. Hoặc cái từ này mình có thể đọc là gì? Sugu. Đều được nhá, nghĩa là rót. Đấy, thì chính là cái chữ. Chữ này của âm Hán thì chính là chữ chủ, đúng không? Gồm có bộ thủy đằng trước và chủ đằng sau này, đúng không? Và vậy thì chúng ta sẽ loại được hai cái từ cột này. Mà đây chỉ còn là chữ chủ này thôi. Và thứ hai nữa thì vậy có hai từ này. Thì cái từ đầu tiên này, cái từ đầu tiên ở cái từ số 3 này nó hơi khó một chút. Ê, nó chính là cái từ trong ý nghĩa là huy hiệu. Đấy là cái từ môn, môn trong huy hiệu. Ví dụ như là chúng ta cái bạn nào mà làm cái bài đọc hiểu của Speed Master thì sẽ có cái từ Kamon. Từ này được đọc là Kamon. Thì là cái một cái dạng như là cái huy hiệu, cái ký hiệu mà người ta dễ nhận dạng cho một cái gia đình nào đó của Nhật. Đấy thì nó là cái Kamon này, là chính là cái chữ này. Còn chữ bên này thì nó là chữ văn. Và đáp án của chúng ta thì thực ra rất là lòng mòng, thì đó chính là chữ Chiumon. Mọi người đều biết rồi nhưng mà mình phân tích kỹ cái từ một chút thôi. Chiumon nghĩa là gì? Mình gọi món, order, đặt hàng gì đó đúng không? Chữ chú và chữ văn này. Hay. À nhanh tí à? Ok. Ê, mình sẽ nhanh chữa nhanh một tí nha. Tiếp theo đến cái phần với cái dạng bài thứ ba này. Dạng bài thứ ba này thì chủ yếu sẽ về trạng từ nhá, sẽ về trạng từ và những cái từ cách sử dụng của từ. Thế nên là chúng ta cũng phải nhớ được câu nữa. Chẳng hạn câu đầu tiên của chúng ta có này. Sonani isoganai de motto aruite kudasai. Đừng có vội vã như thế, hãy đi như thế nào. Chúng ta có nikkori là gì? Thì mỉm cười, cười te tét đúng không nào? Yukkuri là thong thả. Và sura sura thì có nghĩa là trơn tru, trôi chảy, đúng không? Sura sura. Don don thì là dần dần. Vậy thì đáp án của chúng ta là gì? Yukkuri, hãy đi chậm chậm một chút. Tiếp theo nhá. Mukashi no tomodachi no shashin o mite, tôi nhìn cái ảnh của người bạn ngày trước và kimochi ni natta, nhìn cái ảnh cũ đúng không? Thì tâm trạng sẽ như thế nào? Natsukashi, rất là nhớ nhung đúng không? Tsuyoi, khỏe mạnh. Yawarakai, mềm. Và kibishi nghĩa là nghiêm khắc. Vậy đáp án của chúng ta là gì? Natsukashi desu ne. Tiếp tục nhé. Kondo no ryoko no naninani wa chenbu de 2万円 kurai desu. Cái gì đó của cái chuyến đi lần này thì tổng của nó là có khoảng 2 man. Vậy thì chúng ta có kaike. Kaike này là kế toán thì dùng trong cái công việc ngành nghề. Ví dụ ở chuyên môn của tôi là làm kế toán sổ sách là kai kê. Ê kê sang là tính toán, ví dụ mình dùng những phép tính cộng trừ nhân chia để tính toán nói chung. Cái kai kê này cũng có thể dùng ở trong các cái quán mà khi mình uống hay mình muốn gọi là một kai kê một anh chị bác đúng không? Làm ơn tính đồ cho tôi. Đấy, thì chúng ta dùng cái kai kê này. Còn CO là chi phí. Và đây chúng ta chỉ có là gì? Chữ phí và chữ dụng, nghĩa là ở ngoài mẹ CO ở đây là sử dụng, còn HIO là chi phí đúng không nào? Thì đây chỉ có một từ là tổng cái chi phí của cái chuyến đi lần này là 2 man, là đáp án thứ tư đúng không nào? Tsugi ne, kono soryu nani nani de tomete kudasai. Để mà làm được câu này các bạn phải biết được cái ý nghĩa của động từ tomeru. Tomeru ở đây thì sẽ dùng với ý nghĩa là gì? Nó chính là cái từ
Các bạn có biết là cái từ lưu học sinh không? Du học sinh không? Ryugakusei, đúng không? Thì cái từ đầu tiên đó chính là cái chữ lưu này. Và khi mình nói là tomeru, chữ đầu tiên là chữ dừng này, đúng không? Ê, chữ thứ hai thì nó chính là cái chữ này là gì? Đây là lưu, lưu trú một cái gì đó, đúng không nào? Ê, chữ này là dừng lại ngủ, lưu lại một cái gì đấy này, lưu lại ở quán nhà ai, đúng không? Ngủ này. Thì cái từ tomeru đôi lúc thì nó sẽ được viết bằng cái từ này. Hoặc là thông thường ấy, với trường hợp thì nó được viết bằng chữ hiragana. Thì trong cái từ này nó có ý nghĩa là gì? Đóng lại hoặc là kẹp lại, tomeru. Ê, thì có nghĩa là gì? Hãy kẹp cái tài liệu này bằng cái gì đó. Thì bây giờ chúng ta dùng dụng cụ clip thì tính là cái kẹp hoặc cái cặp, giống như là cái kẹp tóc hoặc là cái kẹp mà chúng ta kẹp giấy. Bureki là cái phanh, copy là cái bản photo, đúng không? Còn mouse thì là cái mouse từ tiếng Anh, thì là cái con chuột ở trong máy tính, đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây là gì? Hãy kẹp bằng cái kẹp giấy, đúng không ạ? Bằng cái cặp hoặc cái kẹp giấy. Hay. Ê, 次ね. Ê, 契約書にハンコを押すときは良くないよ。Khi mà đóng hanko, nên là đóng dấu vào trong cái bản hợp đồng, thì hãy gì đấy, kỹ cái nội dung. Thứ nhất là tsutomeru. Tsutomeru nghĩa là làm ở đâu đó, đúng không? Ê, thực ra thì tsutomeru thì nếu mà dùng chỉ tsutomeru thì nó rất là nhiều nghĩa. Trong cái bài và từ đồng âm khác nghĩa thì mình đã phân tích cho các bạn. Là thứ nhất là nghĩa là cố gắng này, trong từ nỗ lực. Chúng ta có những từ sau liên quan đến tsutomeru, đều đọc là tsutomeru nhé. Ê, tsutomeru, thứ nhất là cái chữ này là chữ cần, trong ý nghĩa là làm tại đâu đó. Ê, từ thứ hai là chữ tsutomeru, trong ý nghĩa là chữ nỗ, trong nghĩa là cố gắng. Ê, và từ thứ ba là chữ tsutomeru, trong cái nghĩa là chữ nhiệm, trong nhiệm vụ thì là đảm nhận một cái chức vụ gì đó. Nhưng mà cả ba cái này đều không phù hợp bởi vì trước đó là từ nội dung, đúng không nào? Ê, tasukameru thì nó chính là từ cái chữ xác, trong xác nhận. Đúng không? Tasukameru, chữ xác nhận của chúng ta là gì? E kakunin desu ne. Và do vậy đây sẽ là đáp án đúng của chúng ta. Hãy xác nhận kỹ nội dung, đúng không? E mamori, e mamoru thì là bảo vệ, awaseru là làm cho nó khớp, đúng không? À ừ đấy. E tsugi ne. Jugyo chu nemukute nani nani ga dete shimatta. Không biết có ai mọi người đi làm à? Hay, e tiếp theo thì sẽ là gì? Akubi, ngáp, đúng không? Bởi vì là trong giờ học tôi rất là buồn ngủ, ngáp. E, kusami là hắt xì hơi. Netsu là gì? Sốt. Còn seki là ho. Vậy thì đáp án của chúng ta là akubi desu ne. E, 次ね. Jinzu wa tottemo nani nani kichi na node, na kanaka yaburetari wa shimasen. Kichi thì nó dùng rất là nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất thì các bạn sẽ gặp nó trong ý nghĩa là chất liệu hoặc là vải. Chất liệu hoặc là vải. Và trong từ này nó là nghĩa chất liệu hoặc vải. Nhưng mà nó còn có một cái dùng nữa là gì? Cái bột để chúng ta làm bánh mì ấy, thì chúng ta cũng gọi là kiji. Cái quần jean này bởi vì chất liệu hoặc là bởi vì vải nó rất là chắc chắn nên là mãi mà không rách, đúng không? Vậy thì chắc chắn thì chúng ta phải dùng với từ jobu. Còn skoi thì nếu mà dùng với màu hoặc là mùi hoặc là vị thì có nghĩa là đậm. Đậm màu, đậm mùi. Còn nếu mà dùng với tính người ấy thì nó dùng là cái đồ lèo nhèo, mãi mà không lằng nhằng, mãi mà không dứt ra được ấy. Còn karui là nhẹ, đi ba là hoành tráng, đúng không? Đáp án của chúng ta là jo buna desu ne. E, 次. E, 緊張はしないでもっとしてください. Đừng có căng thẳng mà hãy gì đó. E, change, đúng không? Là trong cái từ change trong tiếng Anh nghĩa là thay đổi. Open là từ open, mở, đúng không? E, relax là hãy thoải mái. Relax, đúng không? Up, down, lên, xuống ấy. Đáp án của chúng ta là gì? Hãy đi đấy, hãy thoải mái lên. Ê, tiếp theo nhé, chúng ta có này. Kare wa chichi kara iroiro na eikyo wo. Đúng không? Ê, anh ấy thì cái gì đó ảnh hưởng. Eikyo, ảnh hưởng từ người bố. Ảnh hưởng từ ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng với uketa. Nhận cái ảnh hưởng, nhận rất nhiều ảnh hưởng từ người bố, đúng không? Còn mình đem làm cho ảnh hưởng cho ai đó thì mình có thể là eikyo ataeru được. Là gây cái sự ảnh hưởng cho ai đó. Còn chúng ta không dùng với age ta phá morata ne. E, tiếp tục chúng ta có e eiga ga hajimaru node e kedare wa no dengen, dengen là nguồn nhá. Bởi vì là cái bộ phim nó sắp bắt đầu nên tôi cái gì đó nguồn.
Ở đây thì chỉ có nghĩa là gì? Tôi cắt nguồn đúng không? Ngắt nguồn cái điện thoại và chúng ta dùng với kita kiru. Còn nếu mà cái điện thoại đấy nó bị sập nguồn á thì chúng ta sẽ dùng với là ga kireru, tức là chúng ta chuyển cái động từ này về cái dạng tự động từ, đấy là ga kireru. Bị mất nguồn đúng không? Nước cự là bỏ cái gì đấy ra ngoài, toru là lấy đúng không? Tsugi ne. Nagai aida chikatte nakatta heya wa hokori nani nani ni natteita. Cái căn phòng mà suốt một thời gian dài không sử dụng thì nó bị gì? Bụi. Thì ở đây chúng ta có những cái từ ghép như sau. Cái này thì mình sẽ phân tích kỹ cho các bạn này. Edoshi thì nó sẽ là gì? Những cái người gì đó làm cùng cái gì đó với chúng ta. Ví dụ như là gì? Những cái người mà bạn cùng làm ở trong công việc ấy, thì chúng ta là gì? Shigoto doshi desu ne. Vậy thì là những người làm cùng công việc đó, cùng làm với chúng ta. Còn muki thì dùng với nghĩa là phù hợp với cái gì đó. Ví dụ như là dành cho trẻ con, phù hợp với trẻ con. Kodomo muki, đúng không nào? Darake là chỉ toàn cái đó thôi. Những cái này thì đều đi về danh từ. Và những cái đó thì thường là không tốt. Thì tức là hokori darake, toàn gì? Toàn bụi thôi. Hay, thì đáp án của chúng ta là samba. Còn gimi thì mang ý nghĩa là cảm giác, đúng không? Cảm như hình như là đang bị có cảm giác như mình bị cảm cúm ấy. Từ này rất hay gặp này. Kazegimi desu ne. Kazegimi. Ii desu ka? Đến phần này thì đã có bạn nào mệt và muốn đi ngủ chưa? Minasan, đến cái phần này thì đã có bạn nào mệt và muốn đi ngủ chưa? Chúng ta có chữa tiếp không ạ? Chưa. Vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng hết cái phần ngữ pháp này các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào một cái buổi tuần sau. Từ giờ thì mình sẽ chữa đều đặn cho các bạn. Mỗi buổi thì một cái dạng. Ví dụ dạng buổi hôm sau thì chúng ta sẽ cùng chữa về đọc hiểu. Mình rất là thích chữa về đọc hiểu. Không biết là có bạn nào ngán cái bài đấy không. Sang cái phần thứ tư thì chúng ta sẽ tìm từ gần nghĩa đúng không? Từ gần nghĩa của chúng ta đấy là fudan. Fudan, thông thường, bình thường đúng không? Cái nước hoa của cô ấy thì là giống với cái mà bình thường tôi hay sử dụng. Watashi ga fudan chikatte de mono to nanji datta. Vậy thì thông thường mà bình thường mà tôi hay sử dụng thì nó sẽ đi với itsumo. Đúng không nào? Nó gần nghĩa với từ này. Còn saikin là gần đây, konogoro là cũng là cái thời gian gần đây. Tokidoki là thỉnh thoảng, đúng không? Tsugi ne. Shirabete. Chữ này là chữ điều, cho ý nghĩa là gì? Điều tra, xem xét, kiểm tra, đúng không? Cái câu này của chúng ta là gì? Kino kaita sakubun o nihonjin no tomodachi ni machigatta tokoro ga nai ka shirabete moratta. Cái bài luận văn mà hôm qua tôi viết ấy, bài văn mà hôm qua tôi viết thì tôi đã nhờ một người bạn người Nhật kiểm tra cho tôi hộ xem là có bị sai hay không, và chúng ta có ngay từ là check suru ne. Click là cái chữ click ấn vào dùng trong thao tác trên màn hình máy tính ấy. Test là làm bài test kiểm tra. Advice là gì? Đưa ra lời khuyên đúng không? Trước khi đấy, mendo, mendo ở đây với ý nghĩa là gì? Phiền phức, và chúng ta được ngay đến chỉ là fukuzatsu ne, thủ tục phiền phức. Jimmy thì là đơn giản, giản dị đúng không? Hita kém, kiken, nguy hiểm. Trước khi đấy, mukeru, mukete nghĩa là gì? Tiết kiệm, kiếm tiền để làm gì đó, kiếm tiền để mua là căn hộ đấy, thì nó sẽ bằng nghĩa về từ kasegu, okane o kasegu hoặc okane o mokeru để kiếm tiền, tích lũy tiền để làm gì đó. Hãy kiếm tiền đấy. Còn chikatte, chika ở sử dụng này, das nộp này, tameru là tích lũy mình làm gì đó đúng không? Kuroji, từ kuroji thì sẽ trái nghĩa với từ akaji. Kuroji thì có nghĩa là lời đúng không? Còn akaji thì là lỗ. Vậy thì ở đây chúng ta có từ nào lời nhá? Yūnyū nhập khẩu, yūsutsu xuất khẩu, rieki lợi nhuận, còn sonchitsu thì có nghĩa là thua lỗ. Vậy vì cái thua lỗ này thì phải đúng nghĩa với akaji đúng không? Còn đáp án của chúng ta kuroji thì sẽ bằng với từ là rieki desu ne. Tiếp tục là cái dạng bài này. Dạng bài này cũng khá là khó. Dạng bài này ngoài cái việc là chúng ta hiểu được nghĩa của từ,
Thứ hai là chúng ta phải hiểu được cái văn phạm và cách sử dụng bối cảnh của cái từ đó. Thế nên là khi học một cái từ nào đó thì tốt nhất nên biết được là cái từ đó sử dụng trong cách nào. Ví dụ từ kuwashi thì có nghĩa là gì? Chi tiết thì thực ra nó là cái chữ âm hán của nó là cái chữ tế này. Tế này là trong tường tận đúng không? À, chữ tường của mẹ đó là chữ tường. Trong ý nghĩa là tường tận, chi tiết. À, thì thông thường thì nó hay dùng với những cái thứ nhất là về nội dung chi tiết và thứ hai là một người biết rõ về một cái gì đó thì chúng ta cũng dùng với kuwashi. Cái câu đầu tiên của chúng ta là gì? Có cái rượu nào mà kuwashi hơn không? Chi tiết hơn không? Không dùng. Có cái bản đồ nào chi tiết hơn không? Câu này có chính xác không cả lớp? Câu này kuwashi này có được dùng không? Câu này chính là đáp án đúng không? Có cái bản đồ nào nó nội dung nó chi tiết hơn không? Còn câu thứ ba thì chúng ta là gì? Cái công việc này hơi chi tiết có được không ạ? Thì nó sẽ không dùng với những này. Thì nó sẽ phải là dùng với những cái nội dung. Ví dụ giải thích về cái công việc này nó rất là chi tiết thì đúng. Câu thứ 4 là gì? Chúng ta có là đoán ra cái chỗ này là phải là công việc này nó hơi mơ hồ thì đúng hơn, đúng không? Nếu về nội dung. Câu thứ 4 là chúng ta có là gì? Cái vấn đề đau đầu ấy thì là gì? Ngày càng, cái chỗ này là phải ngày càng warukunatte shimatta thì mới đúng hơn, đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta là ni bằng. Không biết có bạn nào comment đúng không? Chanto, chanto là một phó từ thì thường hay với nghĩa là gì? Nghiêm chỉnh, chỉnh tề, là một cách kiểu như là mình phải nghiêm túc với nó. Chanto, suru. Và cái bạn nhớ này, chanto thì thông thường nó không sẽ không đi với cái dạng chanto na đấy, bởi vì nó là một cái phó từ. Thế nên cái dạng câu 1 là không đúng. Câu thứ hai thì chúng ta có là chanto benkyou shinai to daigaku ni haeremasen yo. Nếu mà không học hành cẩn thận thì không vào được đại học đâu. Thì nó chính là cái đáp án đúng của chúng ta ở đây. Chanto nani na suru, đúng không? Tanaka-san wa totemo jikan ni chanto desu. Cái thường này, cái này phải dùng với nghĩa là gì? Anh ấy rất là khiết về thời gian, kibishi, nghiêm khắc về thời gian hoặc là gì? Cẩn thận về thời gian thì đúng hơn. Ở cái khu vực này thì có cái khách sạn nào mà nó chanto thì mình sẽ không dùng trực tiếp với một cái danh từ như thế này. Chúng ta thường chan tội là một phó từ đi với động từ để thể hiện cái hành động cẩn thận, làm nghiêm chỉnh, đúng không? Hãy. Hajime. Hajime thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn với cái trường hợp đó là chính là hajimete. Hajimete thì là một danh từ với nghĩa là lần đầu, lần đầu tiên. Ví dụ như là cái câu thứ hai của chúng ta này. Amerika ni iku no wa kondo ga hajime. Thì không đúng mà phải là kondo ga hajimete desu. Cái việc mà đi đến Mỹ thì đây là lần đầu tiên, phải là hajimete. Hoặc hajimete đi về động từ là lần đầu tiên làm việc gì đó. Chẳng hạn như là kanojo ni hajimete atta no wa 2 nen mae desu. Do vậy câu 2, câu 3 đều không đúng. Với câu số 4 thì chúng ta có là sotsugyo shiki de wa kocho sensei no aisatsu ga hajime aru. Thì cái câu này cũng sẽ không được trùng hợp với trong cái trường hợp là cái lời chào của thầy hiệu trưởng thì là lúc đầu thì không phải. Hajime là một danh từ ý nghĩa là lúc đầu nhé. Hoặc là gì? Ban đầu, từ đầu ấy. Thì đáp án của chúng ta phải là câu số 1. Muichido, hajimete kara ookina koe de yonde kudasai. Hãy đọc thêm một lần nữa và đọc to từ đầu, đúng không? Từ đầu nhé. Hajime kara. Đáp án của chúng ta là ichiban. Xong cái phần này thì bạn nào mà muốn xin lại xem lại cái đề này thì mình sẽ gửi cái đề này cho các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta có amaru. Amaru này là mang ý nghĩa là dư thừa một cái gì đó. Chúng ta cùng đi vào các chi tiết nhé. Ichiban, ashita wa kushi ni koko ni. Đã ra cái này phải là động từ. Matte kudasai. Còn amaru thì nó là một cái diễn tả về cái trạng thái thôi, nên là không dùng cái sai khiến này được. Phải là đợi tôi, ngày mai đợi tôi lúc 9 giờ ở đây. Thì câu này là sai. Câu thứ hai là gì? Cái nhiệt độ, cái độ nóng mà nó hơn 30 độ, nó dư 30 độ tiếp tục thì cái này sẽ không dùng với cái này. Thực ra nếu mà hơn 30 độ thì chúng ta có thể sử dụng với sugiru hoặc là gì? Koeru. Trên đúng không? 30 độ iso. Đấy, thì chúng ta không sử dụng với amaru. Amaru thì chỉ cái trạng thái nó dư thừa thôi, thừa cái gì đó. Câu thứ ba của chúng ta là gì? Scan ga yasashikatta node jikan ga amarimashita.
Bởi vì là cái kỳ thi nó rất là dễ nên tôi vẫn còn thừa thời gian. Và đây chính là đáp án đúng của chúng ta nhé. Còn đáp án thứ ba thì chúng ta có まだ仕事が余ってるので家に帰れません。Bởi vì là vẫn còn dư công việc. Cái này thì không phải là dư mà vẫn phải còn lại. Do vậy chúng ta phải sử dụng với cái động từ đấy là chữ tàn, trong ý nghĩa là làm thêm ấy. Nokuru, ne, nokotte imasu, vẫn còn lại thôi chứ không phải là dư. Dư này trong nghĩa là dư mà thừa nó ra ấy. Nên đáp án thứ tư cũng không đúng nhé. Tiếp tục chúng ta có skari là một phó từ. Thì skari thì mang ý nghĩa là gì? Hoàn toàn, hoàn toàn, toàn bộ, hết sạch đấy. Ví dụ như là quên hoàn toàn này rất hay sử dụng với skari và sudeta, quên hoàn toàn, quên toàn bộ, quên sạch. Với câu thứ nhất thì chúng ta là gì? Kete no nai skari na ningen wa inai, không có người nào mà hoàn toàn, không khuyết điểm. Nghe thì nó rất là hợp đúng không? Nghe nó rất là hợp, nhưng mà cái skari này nó sẽ không đi với cái dạng na như thế này, nó là một phó từ và không bổ nghĩa cho cái từ đằng sau như thế này. Do vậy đáp án một không đúng. Đáp án thứ hai thì chúng ta có là このスーツには、あ、このネクタイがしっかりです。Cái áo vest này thì đáng ra là phải rất là hợp với cái cà vạt này đúng không? Thì đáng ra cái từ này nó phải là bittari thì đúng hơn, bittari hợp, hoặc là gì? Yeah, hợp đúng không? Với từ thứ ba thì chúng ta có là gì? Gusuri netta no de, gusuri để diễn tả cái trạng thái là ngủ rất là ngon lành, ngủ say sưa, ngon lành, thế nên là atama ga Karista, đáng ra cái từ này phải làm từ skiri thì mới đúng. Skiri với nghĩa là đầu óc sảng khoái đúng không? Skiri, đầu óc sảng khoái. Đáp án của chúng ta sẽ phải là đáp án số 4, tức là tôi đã uống thuốc và gì khỏi hoàn toàn đúng không? Khỏi hoàn toàn cúm rồi, hoàn toàn khỏi. Đấy. Thì nó sẽ là kaze ga skari yokunatta. Đấy, khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Như vậy là mình đã xong cái phần từ vựng cho các bạn rồi. Phần còn lại của chúng ta chính là cái phần ngữ pháp. Các bạn có muốn nghe chữa về cái phần ngữ pháp nữa không ạ? Bởi vì cái số lượng người đi ngủ nó đã giảm xuống rất là nhiều rồi. Lúc nãy hiện tại là 250 mấy người mà bây giờ chỉ còn 182 người. Bây giờ buồn ngủ rồi à? Thực ra những cái bạn nào mà muốn xem lại cái phần này thì ngày mai chúng ta cũng có thể vào cái fanpage này và xem lại ở trên cái video, nó vẫn là lưu cho nó không bị mất đi. Chúng ta sẽ cố gắng chữa tiếp cái đề ngữ pháp hay là chúng ta đi ngủ đây, mọi người cho biểu quyết. Có, từ giờ thì mình sẽ chữa các phần cho các bạn hàng tuần cho đến khi mà các bạn đi thi. Thì mỗi một buổi thì chúng ta sẽ chữa một ít vậy. Mọi người muốn đi ngủ à? Thực ra thì bây giờ mình vẫn chưa ăn tối, mình vừa mới dậy xong một cái lớp N3 ở Japan. Buổi tối thì mình không dậy được sớm hơn bởi vì là mình có dậy một lớp N2 một lớp N3 buổi tối nữa. Thế nên là bao giờ cũng livestream nó hơi muộn một chút, tầm khoảng 8 giờ, 8 giờ hơn mới bắt đầu livestream được. Tầm này thì mới 9 rưỡi ở bên Việt Nam thôi nhưng các bạn ở bên Nhật thì cũng đã muộn rồi. Có muốn chữa tiếp không mọi người ơi? Nếu mà các bạn ok đồng ý thả chim nhiều thì mình sẽ chữa tiếp nha. Ý là tha cho sensei ấy à? Ok, mình sẽ chữa tiếp cho các bạn phần ngữ pháp nha. Bạn nào mà bây giờ buồn ngủ thì mai xem lại vậy. Chúng ta có này, cái câu này chúng ta sẽ tìm được ngay này, thì đó chính là gì? Nobore ba noboreru hodo desu ne, càng thì càng đấy, càng leo lên trên đỉnh núi thì nhiệt độ nó càng thấp đi. Thì chúng ta có cái mẫu câu là càng thì càng, động từ chúng ta sẽ lặp lại hai lần. Với động lần thứ nhất thì chúng ta sẽ chia về thể điều kiện và lời với lần thứ hai thì chúng ta sẽ để về về định hồ đồ. Hay, để với tính từ thì chúng ta cũng dùng như vậy. Để càng nhiều tiền thì càng tốt, có ai đọc cái câu này Mai Sensei à? Ôi. Cái số lượng người đi ngủ cũng khá là nhiều rồi. Là chốt lại là tiếp hay sao đây?
Nobore de hodo nhá, càng thì càng này. Tiếp này, chúng ta có này. Asanebo shita, ngủ quên đúng không? Và hikoki ni nori okurete shimatta, lên muộn chuyến bay. Thì vậy cái việc ngủ thì sẽ là cái nguyên nhân đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng với cái nào? Ato ni thì không phải, ngay sau. Ai đã thì mà nghĩa là trong lúc, đúng không? Trong lúc đang làm A thì làm luôn B. Làm một cái hành động gì đấy song song. Tokoro ni là chỉ về một cái thời điểm xảy ra. Veta tokoro thì là gì? Đã vừa mới xong một cái việc gì đó. Ở đây chúng ta chỉ có tame ni với ý nghĩa là gì? Vì ngủ quên nên là lên muộn chuyến bay. Độc cay hả? Thôi được rồi, bởi vì nhiều người comment nghỉ quá. Ok, vậy thì hôm nay thế nào đây? Chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Cái bài ngữ pháp này thì khoảng thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục. Và bạn nào muốn xin cái đề này hoặc muốn thực ra cái này thì nó rất là dễ thôi, nó ở trong cái quyển Mochitai Sắc Cự thôi. Thì các bạn có thể comment thì bên mình sẽ gửi. Hay bởi vì bây giờ cũng muộn rồi, mình cũng hơi mệt mệt. chúng ta ok. Chào yasumi nasai. Chào nhé, lai shu. Tuần sau thì chúng ta sẽ chiến tiếp phần ngữ pháp và đọc hiểu. Cái này thì mình sẽ livestream cho các bạn hàng tuần. Thế nên là các bạn cũng không đến mức phải sợ đâu. Nếu mà các bạn muốn học hàng ngày thì các bạn có thể tham gia vào cái lớp online của mình. Chào minasan, domo arigatou gozaimashita. Otsukare sama desu. Chào mata laishuu ne. Chào oyasuminasai. Hai, osake ni shireshimasu.